7 chàng con trai đến hỏi cưới cô này, nhưng cứ đêm tân hôn là quỷ nó đến nó bóp chết. Chết 7 người. Thì cái người đàn bà, người phụ nữ mà lấy chồng mà chết chồng gọi là gì nhỉ? Sát phu, sát chồng. Úi dồi ôi, bà nào mang tiếng sát chồng thì kinh lắm. 7 người cơ mà, chuyện đùa đó. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, với câu hỏi giới răn nào là giới răn đứng hàng đầu thì câu trả lời của cả người theo Kitô giáo lẫn Do Thái giáo đều giống nhau: yêu mến Thiên Chúa hết mình và yêu thương tha nhân hết tình. Câu trả lời này được chính Chúa Giêsu, đấng là trung tâm điểm của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, xác định: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn hai điều răn đó. Người Công giáo chúng ta biết hết điều này. Hỏi bây giờ, hỏi mọi người, kinh 10 điều răn, 10 điều răn đấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Toàn bộ nhà thờ này thuộc hết, chỉ trừ những ông nào mà lười không học thôi, hay là đi lễ toàn ngủ thôi thì không biết thôi. Nhưng có người sẽ hỏi: giữ giới răn mến Chúa yêu người thì được lợi ích gì? Hay đi đạo sống đạo thì được lợi ích gì?
Rất tiếc là các cháu huynh trưởng lúc nãy nó có mặt ít ở đây đúng không? 1, 2, 3, 4, được 5 đứa. Hôm ấy lúc ra ngoài lúc em múa là những 10 đứa cơ mà. Chắc nó phải đi là trong kia nó làm ấy, làm cơm à? Đi đâu nhỉ? Nó múa rất hay. Để 1 nha, 2 nha, 3 nha, 4 nha, 5 nha, 6, còn 4 nữa đâu? Tôi nhớ mặt từng đứa rồi đấy. Nó múa hay, các cháu múa hay. Múa hay đến nỗi mà không biết là múa xong rồi cha nào hay là ông nào dưới bảo múa hay lắm, múa lại lần nữa đi. Nhưng mà tôi thấy cái câu hỏi tôi đặt đây thì các cháu nó trả lời ngay trong bài múa của nó. Bài múa của nó là tự hào là người công giáo. Nhưng mà quý cô ông bà và anh chị em đi mà thưởng thức á, thì không phải chỉ khen hay đâu, mà phải xem nội dung của cái bài múa các cháu nó múa cái gì. Nó không nói con tự hào là người công giáo vì con học giỏi, không tự hào là người công giáo vì con ăn mặc lịch sự, không phải tự hào là người công giáo vì con làm to, không phải tự hào công giáo là con giàu. Mà đấy đâu biết đấy, không biết mấy đứa múa nó còn nhớ không ấy nhé. Nó chỉ múa không chắc nó hát đâu. Múa mà không hát thì như kịch câm vậy. Vũ điệu phải hát thôi, thế không? Nó tự hào thế này này. Nó tự hào là người công giáo bởi vì có Chúa ở cùng. Nghe có phải đúng lời hát vậy không nào? Rồi, trong tất cả những khó khăn thử thách thì Chúa luôn nâng đỡ những người tin vào Chúa. Nó tự hào về điểm đó. Mà tự hào đó là chính đáng. Đây, thế thì hôm nay câu hỏi là vậy thì giới răn mến Chúa yêu người giữ thì có ích gì, hay đi đạo có ích gì? Thì các cháu nó trả lời, cháu nó tự hào bởi vì giữ các giới răn đó là được Chúa nâng đỡ, Chúa bảo vệ, Chúa phù trì, như đã từng nâng đỡ của gia đình giáo xứ Minh Nghĩa đây mà chúng ta nghe ông đại diện cho giáo xứ đã lên đọc cái lịch sử. Anh dẫn chương trình, em bảo thôi Đức Cha thong thả ra chứ anh đọc 5 trang cơ, tôi bảo không, tôi phải nghe. Người đọc, kẻ đọc phải có người nghe, tôi phải ra nghe. Tôi nghe từ đầu đến cuối, tôi thấm thía từng điều mà ông ấy viết, 5 trang tôi cũng nghe. Đó là cái lịch sử của giáo xứ, là niềm tự hào của giáo xứ. Thế thì để bổ sung cho câu trả lời trên thì chúng ta sẽ trưng ra đây hai câu chuyện. Một câu chuyện cứu ước trong bài đọc một hôm nay và một câu chuyện tân ước là câu chuyện đang xảy ra tại giáo xứ Minh Nghĩa này, chứ không phải đâu xa. Lời Chúa là được áp dụng cho trường hợp cụ thể. Bây giờ xin hỏi các cháu, còn mấy cháu nó đang ngồi ngoài kia cơ, Quang Khăn Quang ngồi ngoài kia kìa, chỗ này còn ghế mà nó bảo nó vào, nó còn ngồi ngoài kia kìa. Cha đi vậy cho quan sát lắm, chả không đâu. Một số bạn ngồi ngoài kia. Minh Nghĩa được 700 nhân danh là theo sổ sách ông báo cáo. Nhà sứ 370 đi vắng 40 còn 330. Bình Minh 330 đi vắng 30 còn 300. Đúng không? Tôi là người Thái Bình. Bây giờ câu hỏi. Đồ biệt bài đọc kiểu hôm nay là trích sách gì? Đấy, cả nhà đấy, các bá đi, các bá, các ông, các bá đi. Tôi xin một điều, tôi xin quý cụ ông bà và anh chị em một điều, và xin các cha, các thầy, các sơ phổ biến cho mọi người. Cố gắng đi lễ phải nghe lời Chúa. Và không nghe lời Chúa, không sống lời Chúa được. Và không sống lời Chúa được, cuộc đời chúng ta sẽ bất hạnh. Nói thật đấy. Đi cố gắng nghe lời Chúa thì đố biết hôm nay bài đọc một trích sách gì? Đấy, biết không? Các bá có biết sách gì không? Sách Tobia, đúng rồi. Sách Tobia, cuốn sách rất hay. Sách Tobia được viết vào thời dân Do Thái, là dân của Chúa, đang bị đế quốc Hy Lạp đô hộ. Thế thì có chuyện của gia đình nhà Tobia. Ông bố tên là Tobit, còn ông con, đứa con tên là Tobia. Thời đó,
người Hy Lạp giết người Do Thái, dân Chúa, quăng xác ra ngoài đường, giết vô tội vạ và quăng xác ra ngoài đường, và cấm tuyệt đối không ai được phép đi lượm xác đó để an táng, mà phải để cho thú dữ và chim trời nó ăn thịt. Ác không ấy nhứ. Chết quăng ra đường, nó giết, đánh, nó giết quăng ra đường, xong rồi nó còn không cho chôn cơ. Không có mộ yên mà đẹp cơ. Anh nào đi chôn nó bắt được chết ngay. Vậy mà hai bố con nhà ông Tô-bít, tức là ông Tô-bít bố và Tô-bi-a con, hàng đêm lén ra ngoài đường đi lượm những xác chết về nhà, lau chùi sạch sẽ rồi cho vào trong quan tài an táng đàng hoàng. Làm trộm, làm ban đêm, chứ quân lính nó bắt được là chết với nó luôn. Vậy mà hai bố con nhà này vẫn đi làm chuyện đó. Nhưng rất không may, hôm đó như mọi hôm, Tô-bít và Tô-bi-a đi lượm xác về thì mệt quá. Ông Tô-bít là ông bố nằm ở hiên nhà mà ngủ, bởi vì không có điện như ngày hôm nay. Ngày xưa nhà mình chuyên luôn nằm hiên đúng không? Này nóng này không biết nằm ở hiên hè đâu, nhưng mà không, các bà nằm hiên hè là có đó. Nằm hiên nhà nhà mình thì chẳng may cái hiên nhà đó nó có tổ con chim én. Tổ con chim én nó lại không biết giữ vệ sinh sạch sẽ, nó bậy linh tinh trên tổ này, nó cứ bậy thôi, chả giờ giấc gì cả, chả lịch sự gì cả, chả nhà vệ sinh gì hết. Nó bậy đúng vào mắt ông Tô-bi-a, ông Tô-bít, và Tô-bít bị mù. Đi làm việc thiện mà bị mù nó mới khổ chứ. Chúa ở đâu mà để khổ thế này nhé? Đó, câu hỏi. Ông bị mù nhưng ông vẫn tin vào Chúa, và ông vẫn sống chính trực. Chính trực ở chỗ này, bà vợ ông ấy đi làm, đi làm là bà này anh chịu khó lắm. Thế nên người chủ nó mới tặng cho một con dê. Bà này dắt dê về nhà, ông chồng mù thì biết gì đâu. Ông chỉ nghe tiếng kêu bé 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 bé, mẹ dê nó kêu. Dê kêu bé bé đúng không? Con dê kêu bé bé, có biết con dê không? Dù không biết dê, chán lắm. Mình nghĩa chán thế nhỉ? Không biết con dê là thế nào, chán thật. Con dê kêu bé bé, con bò kêu ò, con trâu kêu ù, con dê kêu bé bé nha. Thế thì nghe tiếng dê kêu, ông này là người chính trực. Ông hỏi bà, này em, anh nghe tiếng dê kêu, dê ở đâu đấy? Có phải em đi ăn trộm dê về đây không? Nếu đi ăn trộm thì phải trả ngay lại cho họ, không có tội lòi mắt ra chả không đâu. Bà vợ nổi cơn tam bành. Các bá biết nổi cơn tam bành rồi phải không? Sắn tay lên. Này ông, ông cứ đi mà làm việc thiện đi, ông cứ kính sợ Chúa đi, ông giữ giới ăn của Chúa đi. Bây giờ mù trắng mắt ra rồi chứ biết tay sao mà lại còn nói thế. Đấy, sư tử Hà Đông kinh lắm. Các ông có bị các bà ấy dày vậy bây giờ không? Chắc là có, cười là có rồi. Nhưng Tô-bi-a không giận vợ, nhưng ông buồn. Ông bảo vợ mình là người gần gũi mình nhất, vậy mà cũng chẳng hiểu mình, lại còn đay nghiến mình nữa, buồn. Ông định tự tử nhá. Ôi, bài đọc hôm qua đấy, nếu mà ai đi lễ hôm qua là ông định tự tử đấy. Chả không đâu. Nhưng mà không, mình là con Chúa. Ông ấy chạy đến với Chúa, ông cầu nguyện. Ông lặng lặng, ông cầu nguyện, ông tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, nhà con nó không biết, nhà con nó nông cạn, đàn bà ấy mà Chúa, Chúa chấp làm gì. Nhưng mà nó tốt lắm Chúa ạ. Ôi, con xin cảm ơn Chúa, Chúa nâng đỡ con. Thế là ông ấy lại phấn khởi và vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Nên nét đẹp của người và lợi ích của người sống mến Chúa và yêu người là thế.
Ông mến Chúa nên ông hoàn toàn tin rằng vào Chúa, làm việc thiện. Ông yêu người, ông làm việc thiện và không chấp nhất cái lỗi của người vợ mình. Đó mới là người mến Chúa, yêu người. Các ông nhỉ? Các ông nhỉ? Bà ấy có nóng tính tí, bà ấy có chỉ chiết tí, bà ấy có nổi cơn tam bành tí, các ông cũng thông cảm. Chứ các bà ấy tốt lắm. Nấu cơm cho các ông ăn, các ông nhức đầu là các bà nấu nước sông còn gì nữa. Ê, tốt thế còn gì nữa. Đó, nhưng mà câu chuyện của tôi, nhà tôi biết chưa kết thúc. Câu chuyện của Tobia, con của Tobit, dưới sự hướng dẫn của thiên thần Raphael mà chúng ta nghe trong bài đọc một hôm nay. Này, sang nhà ông cậu là Raguen vừa để đòi nợ. Đi đòi nợ. Vừa để xin cưới cô Sara làm vợ. Sara là một thiếu nữ đẹp người đẹp nết nhưng lại trắc trở tình duyên. Đố biết cô này lấy mấy người rồi bị chết hết đấy. 7 người. 7 chàng con trai đến hỏi cưới cô này. Nhưng cứ đêm tân hôn là quỷ nó đến nó bóp chết. Chết 7 người. Thì cái người đàn bà, người phụ nữ mà lấy chồng mà chết chồng gọi là gì nhỉ? Sát phu, sát chồng. Úi dồi ôi, bà nào mang tiếng sát chồng thì kinh lắm. 7 người cơ mà. Chuyện đùa đó. Ai, nhưng mà chưa buồn bằng cái cô đầy tớ. Không biết hôm ấy cô này sửa dạy cái gì. Nó bảo này, cô ơi, cô giết 7 ông chồng chưa xong phải không? Cô là đồ sát phu, cô không biết tay. Tôi xin như thế này là cô mà lấy được chồng ấy thì đời cô cũng không có thêm một mụn con để mà nuôi đâu. Cô liệu hồn đấy. Nó rủa là không có con mà. Người độc không con mà. Nó rủa. Cô này buồn. Hôm qua cũng định thắt cổ. Cũng định thắt cổ. Nhưng mà cô nghĩ là cô bảo không. Mình là người kính sợ Thiên Chúa. Mình lại còn bố già. Bây giờ mình mà thắt cổ là mang tiếng cho Chúa và mang tiếng cho ông bố. Ông bố là Raguen. Mang tiếng vào đây, được mỗi đứa con gái bất hạnh chưa, nó thắt cổ nó chết, nhà mày tuyệt giống chưa, ôi giời đồ vô phúc chưa. Thế thì bố tôi buồn hơn thế nhiều, nên cô ấy không thắt cổ mà cô ấy lại chạy đến với Chúa. Cô ấy cầu nguyện và Chúa đã nâng đỡ và cô ấy lại sống vui vẻ như bình thường. Do vậy, nét đẹp của người tin Chúa và yêu người và lợi ích của nó là như thế. Cứu sống một cô gái thất vọng, tuyệt vọng, suýt tự tử nhưng lại có được sức mạnh và tình yêu để tiếp tục sống và cống hiến. Rất may cho Sarah đó là gặp được chàng Tobia, con ông Tobit, là người đạo đức thánh thiện và cũng có lòng kính sợ Chúa và yêu người như cô. Ông này đến hỏi cô này làm vợ. Thế thì chúng ta nghe bài cuối đây. Ông bố ông bảo này, 7 thằng chết rồi đấy nha. 7 thằng chết rồi đấy, cháu liệu hồn. Ông tôi bảo không, cháu lấy cô Sarah là do ý Chúa, do chân thành. Nên cứ để cháu lấy. Thế là ông này đành đồng ý viết tờ giao ước. Xong là đêm tân hôn, sáng hôm sau định là gia nhân các thứ là làm quan tài sẵn. Và mà thấy ông này mà chết nhăn răng ra là đi chôn thôi. Nhưng mà mở cửa ra thấy nó sống, nó cười, nó vui vẻ. Thế là cả nhà mở tiệc ăn mừng. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Sau đó cưới được cô Sara rồi, ông cậu trả tiền rồi. Và lại ông này lại còn kiếm được một cái thuốc rất đặc hiệu mà ngày nay các bên ngành y khoa lấy để làm thuốc mắt đó. Đó là gan cá. Thuốc gọi là cái dầu cá đó, cho sáng mắt. Thì ông này là người đã kiếm được cái đó về. Thế thì ngày xa Tobia dẫn Sara vợ mình về quê là ngày gia đình ông Tobit tam hỷ long môn. Tam hỷ long môn nghĩa làm sao con? Tam là mấy?
ba, vừa cưới được vợ này, vừa lấy được nợ này, vừa lại có thuốc về cho bố nữa. Tam hỷ long môn. Niềm vui của họ thật lớn lao, không sao diễn tả được. Cả gia đình tạ ơn Thiên Chúa. Đó là cái lợi, cái nét đẹp của người mến Chúa yêu người là ở chỗ đó. Đó là câu chuyện cựu ước. Bây giờ câu chuyện tân ước, về tinh thần mến Chúa yêu người, và là câu chuyện của xứ Minh Châu này. Xin lỗi, Minh Nghĩa. Quen hôm tuần vừa rồi đi Minh Châu, em này Minh Nghĩa. Minh Châu cũng đẹp, Minh Châu cũng đẹp, Minh Nghĩa cũng đẹp. Mà nơi nào có người Công giáo, nơi đó có nét đẹp. Cha xứ, quý viên chức hội đồng giáo xứ và bà con giáo dân xây dựng nhà mục vụ, trùng tu nhà thờ trong tinh thần mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, đồng thời hoàn toàn tín thác vào Chúa. Sáng nay trong bữa ăn sáng, các cha, cha Giang Huy, nguyên chánh xứ Minh Châu, cùng các cha nói: Minh Nghĩa nó nghèo nhưng nó tốt lắm. Minh Nghĩa nó nghèo nhưng nó tốt lắm. Nghèo thật, nhưng mà xây được nhà mục vụ, xây được nhà thờ này với bao nhiêu khó khăn mà người đại diện đã đọc cho chúng ta nghe. Tôi phục cha xứ và giáo xứ ở đây. Có 370 người đi vắng 40 người, còn ở nhà 330 người, vậy mà xây được nhà mục vụ, trùng tu nhà thờ, khuôn viên rộng rãi như thế này, tổ chức lễ long trọng thế này. Đó là điều rất đáng khâm phục, rất đáng hoan nghênh và rất đáng nhiệt tình ủng hộ. Mà tôi đợi xem ông ấy báo cáo, ông có nói nợ không, mà không thấy nói nợ. Có nợ đấy, vì một năm làm nhà, ba năm trả nợ mà. Nhưng mà giấu không nói ra, sợ mọi người buồn. Nên là ông ấy nói: chúng con đã hoàn thành số đẹp. Xin có tràng pháo tay để chúc mừng giáo xứ. Đấy, cái câu mà tôi nghĩ cả giáo xứ thuộc lòng: ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, đã được toàn giáo xứ học thuộc lòng. Do vậy, từ khởi sự cho đến hoàn thành, họ đều đặt tin tưởng nơi Chúa. Họ làm việc vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa. Đó là hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Khởi công xây dựng nhà chung, giáo xứ đã làm phép đặt viên đá góc tường do Đức cha Phêrô, người mục tử kính mến của chúng ta, về làm chủ sự nghi thức này, như bài mà ông vừa mới đọc xong. Trùng tu nhà thờ, giáo xứ dâng lễ cầu nguyện, xin ơn đặc biệt đặt công trình trong niềm tin vào Chúa Kitô, viên đá sống động, đồng thời khẳng định công trình xây dựng là dành cho Chúa, gọi là nhà Chúa mà, dành cho Chúa. Hôm nay tổ chức lễ khánh thành nhà chung và mừng trùng tu nhà thờ, giáo xứ tạ ơn, dâng kính ngôi nhà cho Thiên Chúa. Đó chính là biểu hiện của tinh thần mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời của mình. Trùng tu nhà thờ, xây nhà mục vụ, nhà giáo lý, vất vả lắm, biết rồi. Giáo sĩ ít người, đây không phải là đi đòi nợ như Tobia, mà là đi khất thực để trả nợ. Rất may, chúng ta có một ông Raguen, là cái ông đại ân nhân vừa rồi, ông tên là ông Thành ấy. Ông giúp đỡ để trả nợ, để trang trải những khó khăn. Đó không phải là ông Raguen, mà tôi nghĩ đó là thiên thần Raphael, người được Chúa cử đến giúp đỡ nhà ông Tobia, thì cũng cử ông này đến để giúp giáo xứ Minh Nghĩa chúng ta. Nên xin có tràng pháo tay để chúc mừng, cảm ơn ông Raphael Thành. Tôi đặt tên cho ông là Raphael, là thiên thần Raphael hôm nay á, và tên ông là ông Thành. Đó. Đức cố giám mục Khả Kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang đã có kinh nghiệm này khi ngài nói thế này: khất thực nhiều khi tràn nước mắt, công nợ nhiều lúc thót con tim.
Hy vọng giáo xứ không bị nợ nhiều và không phải đi khất thực nhiều vì đã có các thiên thần ủng hộ. Nhưng mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn để làm gì? Thưa, để phục vụ con người, giúp con người có cái tâm lương thiện, chuyên làm việc tốt, việc lành trong tinh thần mến Chúa yêu người, như gia đình ông Tobia và bà Sarah trùng tu nhà thờ, xây dựng nhà chung là nhằm mục đích tốt đẹp đó. Hôm nay không chỉ có cha xứ, hội đồng giáo xứ, bà con giáo xứ Minh Nghĩa vui, mà cả địa phận, quý cha, quý khách cùng các cấp chính quyền mà đại diện là ban dân vận lúc nãy đến tặng hòa chúng ta cũng vui, giống như gia đình ông Tobia. Gia đình Minh Nghĩa cũng không phải tam hỷ lâm môn mà tứ hỷ lâm môn cơ. Mừng 14 năm được nâng lên hàng giáo xứ, mừng trùng tu nhà thờ và khánh thành nhà chung, mừng tuần trầu lượt, tất cả đều diễn ra trong niềm vui thánh thiện. Vì đây là niềm vui của những người mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính mình. Xin chúc mừng cha xứ và giáo xứ bằng một tràng pháo tay.